Vâng, em Dương xin kính chào các bác đã quay trở lại kênh YouTube cá nhân của em Dương Vinhome. Hiện tại bây giờ là 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2024 dương lịch các bác ạ. Video này em Dương muốn gửi tới cho các bác khung cảnh của buổi chiều cũng như cập nhật thông tin giá bán, giá cho thuê tại phân khu sao biển của dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm, để cho các bác có những cái thông tin đa chiều cũng như là nhận định được thị trường trước khi có nhu cầu tìm mua hoặc là tìm thuê, hay đơn giản là để ký gửi được chính xác hơn các bác nhé. Và các bác hãy cùng với em đi xem video cũng như là sự chia sẻ của em. Bên em chuyên làm cho thuê, chuyển nhượng căn hộ chung cư thấp tầng cũng như là nhận ký gửi các sản phẩm thứ cấp chung cư biệt thự liền kề shop house, cũng như có bán cả hàng ký mới căn hộ chung cư, chuẩn bị mở bán tòa H3 này các bác này, trước mặt các bác này, tòa H3 của Mastery World of Fun, cũng như là bán hàng ký mới tại Vinhome Hưng Yên các bác nhé. Các bác quan tâm thì liên hệ với em Dương, em Dương rất hân hạnh được phục vụ các bác. Bên phía tay phải của chúng ta đây là biển hồ trung tâm, bãi cát trắng Hàng Dừa và cung đường để đi bộ cũng như là chạy tập thể dục. Và cung đường này là rất được nhiều các bác cư dân cũng như là các bác ở gần đây đến tập thể dục. Còn bên phía tay trái chúng ta là những căn biệt thự đơn lập góc của phân khu san hô. Buổi chiều thì mọi người hay đi tập thể dục ở xung quanh hồ các bạn, làm độ khoảng 2-3 vòng xung quanh hồ về ăn cơm rất ok đấy ạ. Hiện tại thị trường cho thuê chuyển nhượng tại Vinhome Ocean Park Gia Lâm thì cảm nhận của em Dương cũng như là tất cả anh em mà làm chuyên sâu tại dự án thì diễn ra cũng tương đối là tấp nập các bạn, đặc biệt là hàng chuyển nhượng những căn shop house biệt thự liền kề tại đây, thị trường vẫn có giao dịch. Bên em cũng mới bán một căn ở phân khu Hải Âu hôm trước đầu tuần với mức giá là 22,5 tỷ Hải Âu 05 các bạn ạ, 150m, bao phí sang tên. Đấy, còn thị trường cho thuê thì hiện tại các em ghép được rất là nhiều những căn hoàn thiện tầng 1, tầng 2 của chương trình Sức Sống Trung Tâm các bạn ạ. Đấy, mà chủ nhà tham gia chương trình đó với cả chủ đầu tư, những căn đó giá cho thuê tương đối là hợp lý, chỉ rơi vào tầm độ khoảng 12 đến 15 triệu một tháng thôi các bác ạ. Và đại bộ phận thì các văn phòng công ty cũng như là các quán ăn, nhà hàng nhỏ nhỏ thì, hoặc là làm kho muốn thuê loại hình như vậy. Và hiện tại bên em cũng đang có còn tương đối nhiều những quỹ căn cho thuê từ 12 đến 15 triệu một tháng các bác ạ. Các bác quan tâm cần đi xem thì qua văn phòng bên em, Bất Động Sản Ngọc Hân Luxury tại địa chỉ Hải Âu 02-237 Vinhome Sơn Park Gia Lâm, sau quán Cà Phê Cộng mặt hồ Hải Âu 01 các bạn. Đây là chúng ta đang đi trên trục đường 52m này các bác này. Và bên phía tay trái của em là những căn shop thương mại dịch vụ của biển hồ China. Còn bên phía tay phải của em là phân khu sao biển. Chúng ta đến phân khu sao biển rồi các bác nhé. Phân khu sao biển của chúng ta là phân khu mà có nhiều căn nhất và nhiều loại hình. Hơn 900 căn các bác ạ, 925 căn sổ đỏ vĩnh viễn và khoảng 800 căn là shop thương mại dịch vụ các bác ạ. Còn loại hình thì sẽ có cả shop house, biệt thự liền kề đầy đủ, đa dạng. Và phân khu sao biển là phân khu năng động, phù hợp với nhiều tiêu chí của khách hàng khi đến đây tìm mua hay đến đây tìm thuê. Bên phía tay phải của chúng ta là bãi cắm trại các bạn ạ. Đấy, và hiện tại rất là nhiều các quý khách hàng đang có nhu cầu tìm thuê nhà để chuẩn bị cho đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Và hiện tại những mô hình homestay đang cháy hàng các bác nhé. Đang cháy hàng, không còn phòng để đặt nữa. Ở đây mà các bác mua căn hộ chung cư, những căn studio nó rơi vào tầm độ khoảng 1 tỷ 2 đến 1 tỷ 4.
để làm mô hình homestay hoặc là những căn một ngủ rơi dao động khoảng 1 tỷ 7, hai ngủ một vệ sinh khoảng 2 tỷ 1 đến 2 tỷ 3. Và các bác làm mô hình homestay thì tương đối là hiệu quả, tương đối là hiệu quả. Bên em cũng có nhiều quỹ căn cần chuyển nhượng, tầng đẹp, view đẹp và giá tốt các bác nhé. Hoặc là các bác muốn mua hàng ký mới thì các bác có thể liên hệ với các em. Trước mặt chúng ta đây là shop Kim Cương này bác này, xa biển 11, 30 cặp. Và bên phía tay phải chúng ta đây là quảng trường Cá Voi. Các bác nhìn này. Vui các bác ạ. Buổi tối em thường hay ra đây chơi, cho các bạn nghịch cát. Dãy sao biển 11 này thì em Dương cũng đang có một căn hoàn thiện 3 tầng, diện tích đất là 98 mét. Hoàn thiện tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 chưa hoàn thiện. Mặt trục bên phía tay phải này các bác này. Và diện tích sàn xây dựng dưới tầng 1 nó rơi vào tầm 79 mét. Và giá cho thuê là 19 triệu một tháng các bác ạ. 19 triệu một tháng các bác nha. Đầy đủ trần tường sàn, nhà vệ sinh, thang bộ, điều hòa. Còn giá cho thuê ở đây thì ở những căn của shop house sao biển 23 hay là sao biển 01 thì giá đang rơi vào loanh quanh 20 triệu các bác ạ. Em cũng có những căn shop house của sao biển 23 hoàn thiện đẹp từng tầng và có cả thang máy thì giá đang để là 20 triệu một tháng các bác ạ. Và cho các bác nhé, cho khách hàng 2 tháng để hoàn thiện setup. Đấy, chủ nhà rất thoáng tính. Nhưng hiện tại thì các em cũng chưa tìm được khách hàng. Các bác cần thuê căn đấy thì có thể liên hệ với em. Bên em sẽ mở cửa để cho các bác xem bên trong. Còn những căn biệt thự 135, 143, 148,5 hoặc là 150 mét thì bên em có những căn hoàn thiện cơ bản hoặc là full đồ thì giá đang loanh quanh từ 25 đến 35 triệu một tháng các bác ạ. Và có một vài căn thì chủ nhà mới hoàn thiện xong, chưa cho ở, chưa cho ai ở, đồ mới nguyên, nội thất thì tương đối là đẹp, làm cẩn thận tỉ mỉ. Anh chị chủ nhà đang để mức giá là 27 triệu một tháng và có cả thang máy các bác nha, có cả thang máy, vô cùng tuyệt vời đúng không các bác? Phân khu sao biển của chúng ta thì khi mà cái trục đường thẳng này các bác này, trục đường 30 mét này nối thẳng với phân khu Pavilion, 4 tòa Pavilion cũng như là nhà mẫu của Materai, thì em Dương nghĩ là trong cái thời gian tới, hiện tại đang bàn giao của Materai thì lượng khách hàng về đây thuê để làm văn phòng công ty cũng như là khách hàng thuê về đây ở phân khu sao biển em rất hy vọng sẽ nhộn nhịp hơn. Tại vì phân khu sao biển thì là phân khu mà xa các tòa chung cư nhất, phân khu San Hô và phân khu Ngọc Trai thì gần với 66 tòa chung cư hơn nên là cho thuê dễ hơn các bác ạ. Còn về chuyển nhượng thì em Dương cũng chia sẻ phân khu sao biển những cái căn shop house mặt đường 52 m trước mặt các bác này, 70 m đất xây dựng 5 tầng, mặt tiền 5 m, mặt tiền 5 m, nhà thô, tổng diện tích sàn xây dựng rơi vào khoảng 225 đến 230 m. Giá đang để khoảng 16 tỷ rưỡi. Vẫn có thương lượng các bác ạ, vẫn có thương lượng. Còn mặt sau của sao biển 01 thì em đang có một căn hoàn thiện đẹp, cơ bản từng tầng, view công viên và đang để mức giá là 15 tỷ rưỡi. Vẫn có thương lượng các bác ạ, vẫn có thương lượng. Còn mặt shop house của sao biển 23 thì em có những căn mà nhìn ra đường 40 m đây các bác này. Đã nhìn ra đường 40 m, được 4 m, diện tích đất là 67,5 m, xây dựng 5 tầng, mặt tiền 5 m, xây dựng cũng giống như của sao biển 01 là 60,5 và tổng diện tích sàn rơi vào từ 225 đến 235 m, thì giá đang để những căn thô là 14 tỷ rưỡi đến 15 tỷ. Còn những căn mặt đường như này nhưng hoàn thiện đẹp từng tầng và có thang máy thì đang để giá là 17 tỷ rưỡi. Còn mặt trong thì giá nó sẽ rẻ hơn một chút các bác ạ, giá bên trong sẽ rẻ hơn một chút. Và hiện tại thì em Dương đang có một cặp shop house sao biển 01, diện tích đất là 135 m, 5 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng rất là lớn lên tới là 485 m,
và đang có hợp đồng thuê là 50 triệu một tháng. Giá chủ nhà đang thiện chí bán 31,5 tỷ các bác ạ, 31,5 tỷ. Một mức giá em nghĩ là tương đối hợp lý và đã có sẵn hợp đồng thuê. Chúng ta đi thẳng ở đây thì chúng ta sẽ đến với trung tâm thương mại Vincom, rẽ tay phải đấy ạ. Và nếu mà rẽ tay trái thì chúng ta sẽ đến với đường Năm Cũ, đúng không ạ? Cầu vượt Phú Thụy. Còn với biệt thự Song Lập thì những căn 135 mét thì em đang có một căn hoàn thiện full đồ đây, vẫn còn mới nguyên, đang để giá là 25 tỷ. Hoặc là 143 mét cũng đang để giá là 325 tỷ, cũng full đồ các bác ạ. Full đồ. Tương đối là đẹp. Hiện tại biệt thự Song Lập tại phân khu Sao Biển em thấy là tương đối nhiều căn đang có nhu cầu muốn bán. Và chủ nhà có thể là dễ thương thảo về giá hơn so với thời điểm cách đây khoảng một tháng. Tại vì sao? Tại vì là những cái khách hàng mà đã có nhu cầu mua mua ở đây thì gần như là các bác đã mua gần như là xong rồi. Còn hiện tại thì em thấy chủ nhà đang dễ dễ mà cả hơn. Tầm tài chính nếu các bác bây giờ mua khu Sao Biển biệt thự Song Lập, tầm tài chính rơi vào khoảng 22 tỷ là em cũng có những căn 125 mét. 22 tỷ. Còn một căn liền kề sẽ khe Sao Biển 2029. View chéo ra biển Hồ Nước Mặn đây các bác này. Phía tay phải à phía tay trái các bác này. Đấy, nhìn ra phía tay phải biển Nước Mặn. Đằng sau căn dinh thự này các bác này. Sau căn dinh thự này đang để mức giá là 22,5 tỷ. View rất là cảm xúc các bác. Cảm xúc. Còn đây chúng ta đến với trung tâm mại Vincom này các bác ạ. Trung tâm thương mại Vincom em Dương cũng hay vào thì như em cảm nhận thấy các gian hàng đã về đây nhiều hơn, đặc biệt là những nhà hàng ăn uống trên tầng 4. Một phố quán ăn, quán bia hơi Tràng Tiền này cũng là một trong những quán đông vui tấp nập khách hàng ra vào ăn uống. Các bác qua ủng hộ anh chủ quán các bác nhé. Đồ ăn ngon, giá cả hợp lý, phục vụ tận tâm, đối diện với trung tâm thoại Vincom, quán bia hơi Tràng Tiền. Ok, em Dương cũng đã chia sẻ sơ qua cho các bác những thông tin về phân khu Sao Biển của dự án VinHocean Bắc Gia Lâm. Em Dương rất hy vọng được các bác ủng hộ, chia sẻ, đăng ký kênh, cũng như là các bác có nhu cầu cần thuê, cần mua hay là cần ký gửi bất động sản tại Vinhome Ocean Park thì hãy nhớ đến em Dương, nhớ đến công ty bất động sản Ngọc Hân Luxury. Các em rất hân hạnh được phục vụ các bác, các quý khách hàng, và kính chúc các bác quý hàng một buổi tối tràn ngập niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, người thân yêu. Các bác nhớ đăng ký kênh và ủng hộ em. Cuối cùng, em Dương xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.